Chào các bạn đã quay trở lại với An Phát và mình Hoàng Mạnh. Cách đây khoảng 3 đến 5 năm, khi mà công nghệ chưa có bước đột phá gì quá nhiều thì một chiếc HDD khoảng 1 đến 2 TB là quá đủ cho nhu cầu của các bạn thoải mái lưu trữ. Và những chiếc SSD vào thời điểm đó có giá cực kỳ đắt đỏ thì thực sự là không cần thiết và không đáng để bỏ ra. Tuy nhiên thì câu chuyện hiện tại đã khác. Giá của SSD đã giảm rất là nhiều so với trước đây, cũng như là hiệu năng của nó đã được cải thiện. Cộng với những tính năng ưu việt của nó so với ổ cứng là HDD thì liệu chúng ta có nên bỏ hẳn HDD để sang SSD vào thời điểm hiện tại hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Ok, và chúng ta hãy cùng điểm qua một chút lợi thế của SSD so với HDD. Thứ nhất là tốc độ. Tốc độ của chiếc SSD nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với một chiếc ổ cứng HDD thông thường, bởi vì là cơ chế hoạt động của chúng nó khác nhau. Thứ nhất là SSD sẽ sử dụng chip nhớ và còn HDD thì sẽ sử dụng là ổ đĩa. Và vì điều này nên là chiếc chip nhớ thì sẽ chỉ cần là bật lên và khởi động thì chúng ta có thể dùng được ngay. Còn chiếc HDD sử dụng ổ đĩa thì phải chờ một thời gian để nó đạt cái độ quay của nó đúng với vận tốc thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Vì cơ chế này nên là SSD sẽ sử dụng nhanh hơn khi mà chúng ta khởi động máy và cũng là load game các thứ, thì HDD sẽ chậm hơn. Đấy là điều đầu tiên, đó chính là về tốc độ. Ok, và điểm thứ hai đó là vượt trội của SSD so với HDD, đó chính là việc SSD sẽ không sử dụng chuyển động vật lý nào, còn HDD thì có. Bởi vậy nên là khi chúng ta tác động một lực khá là mạnh ở bên ngoài vào thì một chiếc HDD sẽ rất dễ là bị tèo hơn so với một chiếc SSD. Và một cái phần nữa đó chính là tiếng ồn. Thì khi mà chúng ta sử dụng SSD thì nó sẽ không tạo ra tiếng ồn, bởi vì nó sẽ không có phần nào chuyển động cả, còn HDD thì nó sẽ có thể tạo ra một số tiếng ồn dành cho các bạn. Đó là những lợi thế của chiếc SSD so với HDD. Rất là nhiều lợi thế đúng không ạ, bởi vì nó là công nghệ mới. Tuy nhiên thì có một cái điểm chí tử của một những cái công nghệ mới, đó chính là nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với một chiếc HDD. Hiện tại thì tính riêng ở An Phát đi, chúng ta sẽ mua một chiếc SSD có khoảng là 120GB thì có giá khoảng là 849.000 hoặc là 899.000, mình không nhớ rõ, thì tầm đấy. Và như thế chúng ta sẽ có khoảng 120GB SSD, chúng ta có thể đặt ghi dữ liệu rất là nhanh. Tuy nhiên thì 120GB chúng ta sẽ làm được những gì? Tính ra sẽ khoảng 40-50GB là chúng ta sẽ dành cho hệ thống chúng ta cài Win cũng như là ứng dụng hàng ngày. Và khoảng 70GB còn lại chúng ta sẽ làm được gì? Chúng ta sẽ chỉ có thể lưu được một vài bộ phim Full HD hoặc 4K thì nó ít hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ là những cái dung lượng để chúng ta lưu trữ nó sẽ càng ngày càng lớn theo thời gian chúng ta sử dụng, cũng như là việc công nghệ thì ngày càng nặng hơn, đòi hỏi nhiều ghi dữ liệu hơn. Vì vậy nên là 120GB thì chúng ta sẽ chỉ đủ dùng cho những ai chỉ để cài Win, rồi là chúng ta sẽ làm những tác vụ đơn giản và ít chơi game. Và đó là bất lợi của SSD khi mà giá thành của nó quá cao. Các bạn có sẵn sàng bỏ ra khoảng 6 đến 7 lần tiền để có một cái trải nghiệm mượt mà hơn và nhanh hơn một chút hay không? Nếu là mình thì mình sẽ không, bởi vì là mình thứ nhất là mình không có tiền, và thứ hai thì mình sẽ có một cái phương pháp hữu hiệu hơn, đó chính là sử dụng combo cả HDD lẫn cả SSD. Và tất nhiên là HDD của chúng ta sẽ là ổ cứng để lưu trữ, còn SSD là ổ cứng để chúng ta có thể sử dụng các ứng dụng và chơi game để cho nó mượt mà hơn. Và với cái phương án này thì chúng ta sẽ rất là hữu hiệu khi mà chúng ta sẽ lưu những cái file hệ thống cũng như là những ứng dụng hàng ngày cũng như là game mà chúng ta hay chơi vào ổ SSD, và sau đó thì lưu những cái dữ liệu quan trọng cũng như là những cái dữ liệu tốn rất là nhiều dung lượng vào ổ HDD. Và như thế thì chúng ta vừa có thể có tốc độ nhanh, vừa có thể có một cái ổ lưu dữ liệu khá là rộng rãi và thoải mái, đúng không ạ? Nhất là với những người mà làm edit video như mình ở đây thì mình sẽ có một cái kho lưu trữ các video rất là nhiều. Nhiều khi là quay một video thì nó có thể dữ liệu lên vài chục GB, thậm chí là hàng trăm GB nữa. Vì vậy nên là một ổ SSD thì sẽ không đủ, mà combo như thế này thì sẽ vừa có tốc độ nhanh khi mà làm việc cũng như là khởi động máy, lại vừa có một cái kho lưu trữ đủ lớn để cho công việc hàng ngày cũng như là lưu trữ các phim ảnh cũng như là dữ liệu của mình. Đó là một cái ý kiến khá là hay, và hiện tại thì rất là nhiều người sử dụng cái combo này vì là nó sẽ đáp ứng được chúng ta nhu cầu của mình. Và hiện tại thì mình nghĩ là thời điểm này chúng ta chưa nên bỏ HDD để sang hẳn SSD, bởi vì là giá thành của SSD thì vẫn là cao và sẽ không đủ cho nhu cầu của các bạn. Và đó là câu trả lời của câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đầu video ngày hôm nay. Hiện tại thì ở An Phát
cũng đang khuyến khích cái chương trình này, bởi vì chúng mình đang liên kết với hãng là Western Digital, đang có một cái chương trình khá là hay, đó chính là khi mà bạn mua một combo HDD cũng như là một SSD 240GB tại Anfast của Western D, tất nhiên rồi, thì các bạn sẽ được tặng một thẻ cào là 100.000 đồng. Khá là thú vị đúng không ạ? Các bạn thấy ý kiến của mình trong video này thế nào thì hãy comment cho chúng mình biết. Và nếu thấy hay thì hãy like và share video này để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.